đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, dạo rừng xa hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắt son đã vang khai hoàn. Hành phúc đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sông vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say. Trường cao đẳng nghề Likoji trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Bộ Xây dựng. Tiền thân của nhà trường là Trường Công nhân Cơ giới số 2 trực thuộc Công ty Thi công Cơ giới Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1974. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được trên 50.000 lao động kỹ thuật lành nghề cho ngành xây dựng nói riêng và các ngành khác theo nhu cầu của xã hội. Nhà trường luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của ngành xây dựng và đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó đặc biệt có huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và của tỉnh Hải Dương. Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhà trường, mùng 1 tháng 10 1974, mùng 1 tháng 10 2014, Trường cao đẳng nghề Likoji đã vinh dự được đón nhận huân chương độc lập hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng riêng cá nhân hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo ưu tú, thạc sĩ Phùng Văn Điển cũng được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Những ngày đầu tiên thành lập, nhà trường cũng gắn liền với ngày tháng gian khổ bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội tại miền Bắc sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Hòa chung với nhịp lao động hối hả, hăng say trên mọi miền đất nước, thầy và trò trường cao đẳng nghề Likoji cũng góp phần rất lớn công sức của mình vào việc xây dựng và kiến thiết các công trình trọng điểm của đất nước thời bấy giờ như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch. Những chiếc máy cơ giới, máy đào, máy xúc, máy ủi được chính các học viên của trường Likoji vận hành ngày đêm thi công trên các công trường trọng điểm, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước phát triển văn minh và giàu đẹp. Hôm nay là một buổi về thăm lại mái trường xưa của những cựu học sinh khóa 1 trường cao đẳng nghề Likoji. Nét rạng ngời, vui tươi và phấn khởi vẫn in dấu đậm nét trên khuôn mặt của các anh. Gần 40 năm đã trôi qua, biết bao người con ưu tú của khóa 1 trường cao đẳng Likoji giờ đây đã trưởng thành. Có người giữ những cương vị lãnh đạo của các công ty, xí nghiệp lớn, nhưng trong họ vẫn luôn dành tình cảm gắn bó và niềm tự hào cho mái trường cao đẳng nghề Likoji mến thương. Trong không khí trang trọng và đầm ấm, họ cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, nhắc lại quãng thời gian khó khăn nhưng dạt dào nhiệt huyết học tập của những người thanh niên trẻ mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. Để có được những thành tựu như ngày hôm nay, phải kể đến sự lãnh đạo sáng suốt của ban giám hiệu cũng như đảng bộ của trường cao đẳng nghề Likoji, mà người đóng góp lớn nhất là hiệu trưởng Phùng Văn Điển. Với 40 năm gắn bó với mái trường này,
Từ thời điểm là một học sinh khóa 1 đầu tiên của trường cao đẳng nghề Likoji cho đến nay, với cương vị hiệu trưởng, ông đã có nhiều đóng góp cho công tác giảng dạy và quản lý nhà trường, thực hiện đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và góp phần tích cực vào công cuộc đào tạo lực lượng kỹ thuật lành nghề, xây dựng và phát triển trường cao đẳng nghề Likoji, nâng tầm và giữ vị trí quan trọng trong ngành xây dựng và xã hội. Năm 2012, ông được vinh danh là một trong 100 trí thức tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế tại Đền Hùng. Phát huy được cái truyền thống đã đạt được trong 40 năm qua, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề trong các nghề trọng điểm, đảm bảo kỹ năng nghề đáp ứng cái nhu cầu lao động cho thị trường khu vực ASEAN và quốc tế. Cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, được cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo địa phương, các bộ ngành, trung ương, tổng ty xây dựng và phát triển hạ tầng, Likoji đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường có hiệu quả, phát huy truyền thống trong 40 năm qua, tạo nên thành tích của nhà trường như ngày hôm nay, và xin chân thành cảm ơn. Vấn đề xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ then chốt. Cán bộ, nhân viên trường cao đẳng nghề Likoji luôn quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ đều đặn, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn của trường cao đẳng nghề Likoji là cơ sở hạt nhân của các phong trào thi đua, dạy tốt, phục vụ tốt, xây dựng các tập thể lao động sản xuất, liên tục giữ vững danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý về dự lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống trường cao đẳng nghề Likoji và đón nhận huân chương độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Nhà trường đã vinh dự được rất nhiều các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương đến chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng và kính mời đồng chí Phùng Văn Điển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường lên nhận hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo. Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang đi công tác không đến dự được, đã có nắng hoa gửi đến chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đình Toàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thay mặt cho lãnh đạo Bộ Xây dựng lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Hồng Minh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông.
ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vương Văn Đỉnh, phó ban thi đua khen thưởng Trung ương lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Quốc Minh, phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, đơn vị đã trực tiếp quản lý nhà trường 40 năm qua, lên tặng hoa chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Hóa, phó bí thư thị ủy Chí Linh, thay mặt cho thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thị xã Chí Linh lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Ngọc Núi, tỉnh ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kim Thành lên tặng hoa chúc mừng nhà trường. Xin cảm ơn đồng chí hiệu trưởng Phùng Văn Điền. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phùng Văn Điền, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đến trình bày báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng phát triển của nhà trường trong 40 năm qua. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, các bạn và các em học sinh sinh viên thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Xây dựng, hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 82, 20 tháng 11 năm 2014, toàn thể cán bộ viên chức học sinh sinh viên trường cao đẳng nghề Nikuji vinh dự và tự hào được đón tiếp các quý vị đại biểu khách quý đại diện cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, các trường, các doanh nghiệp, các đơn vị trong và ngoài ngành đã đến động viên và chung vui với nhà trường. Đặc biệt có các sự hiện diện của nhiều thế hệ các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nikuji, các bác, các anh, các chị, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên đã từng đóng góp công sức và trí tuệ để tạo lên mái trường cao đẳng nghề Nikuji hôm nay. Ngày 14 tháng 5 năm 2014, trường được Bộ Xây dựng tiếp nhận về trực thuộc Bộ Xây dựng theo quyết định số 530 QĐ-BXD. Riêng về cá nhân, tôi nhận thức được rằng sự nghiệp xây dựng và phát triển trường cao đẳng nghề Nikuji trong những năm tới sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn thách thức. Tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo các cấp, với các đồng chí và đồng nghiệp sẽ đem hết sức mình, tận tâm, tận lực với sự nghiệp đào tạo nghề, chung sức, chung lòng với ban chấp hành đảng ủy nhà trường, tập hợp sức mạnh, khối đại đoàn kết trong và ngoài trường, tranh thủ khai thác tối đa thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi chuyên môn, thông về nghiệp vụ, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế thương hiệu nhà trường, phấn đấu xây dựng trường cao đẳng nghề Nikuji trở thành trường cao đẳng nghề chất lượng cao trong thời gian ngắn nhất. Nhân dịp này, thay mặt cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường, một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương
và thị xã Chi Linh, lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Nicoji, các cơ quan, đơn vị, bạn bè xa gần đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên nhà trường trong những năm qua. Cảm ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ thầy và trò đi trước đã vun đắp và xây dựng nên mái trường cao đẳng nghề Nicoji hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu và các đồng chí, các em học sinh, sinh viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng và giới thiệu, kính mời ông Nguyễn Đình Toàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lên trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho tập thể nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 bộ hồ sơ đăng ký tham gia chương trình của các cá nhân uy tín trên cả nước. Qua quá trình làm việc khách quan, công tâm, ban tổ chức đã lựa chọn được ra hơn 100 gương mặt trí thức tiêu biểu nhất. Đó là các nhà lãnh đạo xuất sắc của các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức xã hội để cùng tham gia vào chương trình này. Trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Và sau đây là lễ trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phùng Văn Điển, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Nicoji lên vị trí danh dự, nghe công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Xin trân trọng. Tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một ngày sau, cho ngày nay.
nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa, tôi vẫn hay tiếng hát vui cho chúng cho ngày nay, cho ngày mai, cho ngày mai, cho ngày mai, cho ngày đại nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Phùng Văn Điển sẽ có những dòng tâm sự trong thời gian công tác tại trường. Xin trân trọng kính mời thầy. Gia đình đi học tập và công tác kể từ tháng 10 năm 1974 đến nay, đã đến ngày, đến lúc, đến năm tôi phải tạm biệt và chia tay mái trường thân yêu để trở về với quê hương nơi sinh ra và chôn rau cắt rốn của mình. Tôi cũng như tờ lịch trên tay tôi đây, 25 tháng 9 năm 2016 là ngày chủ nhật được in màu hồng đỏ tươi. Ngày mai nó sẽ bị bóc đi, nhường chỗ cho ngày tiếp theo là ngày thứ hai, 26 tháng 9 năm 2016. Đó là quy luật tất yếu. Song giá trị nhân văn của cuộc sống đã để lại cho chúng ta những gì thì cuối cùng cũng được thực tiễn sinh động trả lời một cách hoàn hảo nhất, có giá trị nhất định. Kính thưa các quý vị đại biểu, từ là một học sinh ưu tú khóa 1 của trường, tôi được nhà trường giữ lại làm giáo viên của nhà trường kể từ khóa 2 trở đi. Đến nay, tôi đã trải qua 42 năm phấn đấu, học tập và rèn luyện. Tôi đã trải qua các vị trí công tác làm giáo viên, giảng dạy, rồi phó phòng, trưởng phòng tổ chức, đào tạo, phó hiệu trưởng, và đến ngày 1 tháng 4 năm 2010, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng kiêm bí thư đảng bộ nhà trường đến ngày 1 tháng 9 năm 2016. Tôi được nghỉ để nhận hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định. Trong quá trình công tác, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tôi xin được bày tỏ trước lúc chia tay, cho phép tôi chân thành cảm ơn các cơ quan, các bộ, ngành, đoàn thể từ địa phương tới trung ương, các tổ chức, cá nhân đã tạo mọi điều kiện quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhà trường và cá nhân tôi trong suốt 42 năm qua. Một lần nữa, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, ban lãnh đạo nhà trường và toàn thể anh chị em, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực công tác của mình. Chúc trường cao đẳng nghề Nikuji liên tục phát triển, vững bước tiến lên. Kính thưa các quý vị, sau 42 năm gắn bó với trường, nay về nghỉ hưu, chia tay mái trường, tôi thấy nhớ trường. Tôi viết bài thơ Thầy giáo về hưu để bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhà trường. Sau đây tôi xin trình bày bài thơ Thầy giáo về hưu gửi tặng các quý vị.
về yêu tạm biệt xa trường, mãi trường cờ rơi vẫn vương cả đời. Nhớ về năm tháng xa xôi, nhớ bao đồng nghiệp một thời gian y nan, bữa mì bữa gạo sẽ san, thương nhau đời bợt no toan. Tháng ngày vẫn giảng dạy vẫn nắng say, bao nhiêu kinh nghiệm lời hay dạy trò, qua sông trò nhớ ơn đò, thành công nớp nớp học trò sáng sông, rèn đức để được thành công, luyện tài để được thi cùng quốc gia, thành tích nổi tiếng trường ta, giữ vững phát triển đó là thành công. Đoàn kết sáng tạo trong trường, giữ cho nghề liếm kỷ cương mọi thời. 4-2 năm cả cuộc đời, xây trường cơ giới cả thời gian y lan. Chúc trường vững bước tiến lên, niềm tin gửi lại bình yên nhà trường. Xin trân trọng, trân trọng các ông chí. Ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đình Khải, chủ tịch công đoàn Tổng Ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Đàm, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh Hải Dương lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời đồng chí. Đây chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Thái, trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động Thương binh Xã hội lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Đức Chính, trưởng phòng vận tải phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại diện đẹp chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đăng Ngời, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Sở Công an tỉnh Hải Dương lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
kính mời đồng chí Trần Đức Tiệp, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Liên Xô số 1 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Hoàng Công Thi, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Minama số 1, xin trân trọng kính mời. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đình Quỳ, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Sông Đà. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đăng Dung, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề xây dựng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Vinh, phó hiệu trưởng trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Hải Phòng. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thắng, phó bí thư chi bộ trường trung cấp nghề kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Văn Nhượng, hiệu trưởng trường Đại học Sông Đỏ. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Quý Thao, hiệu trưởng trường cao đẳng du lịch và thương mại, lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Ngọc, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội, lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vọng, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề giao thông vận tải đơn vị 1, lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hà, hiệu trưởng trường trung cấp nghề cơ giới đường bộ, lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Trần Long, hiệu trưởng trường trung cấp nghề cơ giới cơ khí xây dựng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Hồng Ngọc, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chu Di Hòa, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề thương mại và du lịch lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại tá Trần Minh Tuấn, hiệu trưởng trường quân sự quân khu 3 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Để chúng ta nhìn lên chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ánh Dương, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chí Linh lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu cô Lê Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bản Lại lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trịnh Viết Tuấn, phó hiệu trưởng trường phổ thông Trung học phổ thông Bến Tắm lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Phú lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Hai, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hà lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng kính mời đồng chí Vũ Quang Trường, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần Limousine 17 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại diện tay nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thị Hồng Vân, tiến ủy viên bí thư đảng bộ phường Sao Đỏ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đề nghị ta nhiệt liệt chúc mừng.
trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi lên tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Tạ Minh Phương, Phó Chính ủy Trung đoàn 2 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Chính ủy Lữ đoàn 454 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Bùi Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 490 lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Anh em ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chí Linh lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Hữu Kinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Đông Anh lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đoàn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Dũng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Xây dựng Công trình Đô thị lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời hiệu trưởng Bùi Hồng Huế. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu lãnh đạo trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Sông Hồng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng. Về phía nhà trường, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đào Ngọc Nam, nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại kính tan, nhiệt liệt chúc mừng.
Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Đức Tài, nguyên trưởng phòng tổ chức cán bộ tổng ty xây dựng phát triển hạ tầng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hùng, nguyên phó hiệu trưởng lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Phương, bí thư đoàn thanh niên đại diện cho tuổi trẻ nhà trường lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đức Tuyến, đại diện cho các phòng khoa đơn vị nhà trường lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Mời đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, đại diện cho chi bộ công đoàn bộ phận trung tâm khảo thí kinh tế lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Đại nghị ta nhiệt liệt chúc mừng. Xin mời đại diện cho các em học sinh sinh viên lên sân khấu tặng hoa chúc mừng thầy. Đại diện ta nhiệt liệt chúc mừng. Chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất can, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kè gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nín khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lồi qua khe em nhớ mùa đông xa, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học em nói thích nghe gì, nay xa em nấu tươi màu gì, thấy mùa phường vi gặp mùa thi, cùng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi.